Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chơi Project Playtime Mobile. Do mới ra mắt tầm khoảng mấy tiếng trước nên còn trong beta phần thôi là Season 1. Mới ra mắt nên không xịn sò bằng bản PC nhé. Giá game net. Chơi rất vui luôn. Do mới ra mắt nên khá ít người chơi. Đương nhiên cũng rất ít YouTube làm về em. Nó. Mấy bạn máy yếu thì đừng chơi nhé, siêu lắc luôn, máy mình iPhone 12 còn, không chịu được phải chỉnh đồ họa, mấy nút bấm thì cũng chỉnh được nhé, như ép luôn. Tỷ lệ 999 dấu cộng 80%. Ván này mami hay gì ấy? Mà mình mới thấy là nó có thể bếp. Các bạn đợi bẻ khóa rồi chơi cuộc sống FC nhé, hai Vivian. Đồng hồ ôm lấy tôi, chơi với tôi bài nào sẽ chơi. La si do re mi thế thôi. Trời mà tính ra nãy giờ tao thua đó, chứ thật thì 3 pi luôn rồi. Mà cái máy này nên tao thua mấy trận trước rồi đó. Lười quay quá thôi, bye bye mấy fan.